suất của chất lỏng phụ thuộc vào. Thì ở đây áp suất của chất lỏng, áp suất của chất lỏng, áp suất của chất lỏng là P, P sẽ bằng là D nhân H. Như vậy áp suất của chất lỏng của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là trọng lượng riêng của chất lỏng là D. Thứ hai là độ cao hoặc là độ sâu tính từ điểm xét cho đến mặt thoáng. Như vậy thì ở đây câu A, trọng lượng của chất lỏng, sai. Câu B, khoảng cách từ điểm tính áp suất đó tới đấy, sai. Phải tính từ cái điểm xét cho đến mặt thoáng. Đó, mặt thoáng tức là cái thằng trên cùng. Khoảng cách từ điểm tính áp suất đó tới mặt thoáng của chất lỏng. Rồi, như vậy thì chỗ này câu C của chúng ta là cấu. Câu C của chúng ta là cấu. Câu đúng, câu D sai luôn. Tại vì câu A sai, câu B sai thì dẫn tới là câu D cũng sai. Câu số 2, điều kiện để một vật nổi trên chất lỏng là. Đó, một vật mà ở trong lòng chất lỏng, một vật mà khi bị nhúng vào trong chất lỏng sẽ có 3 hình thức. Thứ nhất vật sẽ nổi, thứ hai vật lơ lửng và thứ ba vật sẽ chìm. Vậy thì điều kiện để vật nổi ở đây là gì? Điều kiện để vật của chúng ta nổi đó là gì? Thứ nhất, khi mà vật của chúng ta để nó nổi ở trên nhá, thì vật của chúng ta ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của hai lực, trọng lực và lực đẩy Archimedes. Để nó nổi thì Fa của chúng ta phải lớn hơn P. Mà Fa của chúng ta thì gắn với D lỏng, P của chúng ta thì gắn với D vật. Vậy thì D Fa lớn hơn P thì D lỏng lớn hơn D vật. Tức là trọng lượng riêng của chất lỏng phải lớn hơn trọng lượng riêng của vật. Hoặc chúng ta có thể đọc ngược lại là trọng lượng riêng của vật phải nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Thì chỗ này chỉ có câu A là cấu. Chỉ có câu A là cấu. Cầu đục. Chỉ có câu A là cầu đục. Câu B, vật đó phải nhẹ, vô lý. Câu C, vật đó phải làm bằng gỗ. Cũng không đục. Có thể bằng sắt nhưng mà trong một môi trường thủy ngân đi thì nó sẽ nổi. Chứ không phải là chắc chắn một điều là gỗ. Như vậy là câu D cũng sai luôn. Chúng ta chỉ còn câu A. Câu số 3, một người đeo kính lặn với cái diện tích là 180 cm vuông. 180 cm vuông lặn ở độ cao. Anh Sơn ơi, sao chỗ này nó bị che cái gì á? Lặn ở độ sâu, nó mắc chữ chỗ này. Rồi. Dạ. Lặn ở độ sâu 12 m, cho đê nước bằng 10.000 newton trên mét khối thì áp lực lên mặt kính là. Áp lực lên mặt kính là. Thì chỗ này vấn đề đầu tiên họ cho chúng ta là diện tích. Vấn đề đầu tiên họ cho chúng ta là diện tích. Diện tích này chúng ta ký hiệu là bằng S. Dạ. Lặn ở độ sâu 12 m, lặn ở độ sâu là H. Như vậy thì ở đây họ cho chúng ta những cái thông số gì? Cho chúng ta S là bằng 180 cm vuông. Lặn ở độ sâu là cho H là bằng 12 m. Cho D nước là bằng 10.000 newton trên mét khối. Và người ta hỏi áp lực. Thằng áp lực chúng ta hiểu là gì? Đó chính là thằng F. Đó chính là thằng F. Vậy thì ở đây, nếu như mà con nhìn vào cái đề này, con sẽ tính được cái gì? Thì con tính ra hết cho cô. Nếu như mà con nhìn vào cái đề này, con sẽ tính được cái gì nè? Có đề nước, có H. Công thức nào liên quan giữa đề nước và H? Chính là áp suất chất lỏng. Con sẽ tính được P bằng D nhân H. Đó. D là bao nhiêu? D là 10.000. H là bao nhiêu? H là 12. Nhân vào là 12. 0, 0, 0, 0. Đơn vị là Pascal. Đó là vấn đề đầu tiên khi con nhìn vào đề. Rồi bây giờ chúng ta bám vào cái đề. Họ đang hỏi là áp lực F. Vậy công thức nào xuất hiện chữ F, áp lực F này? Tức là công thức đi tính áp suất vật rắn. P bằng F chia S. Đó. P này có chưa? Có. S này có chưa? S này chính là bằng 180 cm vuông.
Bé Quyên kìa. Đứa nào nó chín? Nó có nguyên một khối mà, chị qua chị hỏi bé Quyên á. Bé Quyên là có một cái lớp một khối. Nguyễn Văn Cừ hay sao á? Nguyễn Văn Cừ hay Lương Thế Vinh gì? Tao hỏi trả đứa nào nó có mà tao lên dọc đâu thấy đâu. Nó gửi hình qua cho bé Quyên rồi mà. Đi qua mà hỏi. Hỏi bé Quyên á. Rồi, chỗ này chính là bằng gì? 180 cm². Thì chúng ta phải đổi ra gì? Thì chúng ta phải đổi ra mét vuông. Đây, mét, decimet, centimet, vuông đúng không? Vuông là hai chữ số 0 đó. Từ thằng này nhảy qua thằng kia phải hai chữ số 0. Vậy thì từ mét vuông sang decimet vuông. Đây là một, nhảy qua bên này hai chữ số 0. Đó. Rồi, từ mét vuông sang centimet vuông phải cho mấy số? 1 0 0 0 0. Đó. Qua decimet vuông là hai chữ số 0, từ decimet vuông qua centimet vuông là hai chữ số 0 nữa. Vậy thì từ mét vuông sang centimet vuông thì con nhân cho 1 nghìn. Ngược lại từ centimet vuông sang mét vuông thì con chia cho 10. 10 nghìn. Chỗ này là 10 nghìn nha. Vậy thì chỗ này 180 mà chia cho 10 nghìn. 180 mà chia cho 10 nghìn thì bằng bao nhiêu? 0,018 mét vuông. Đó. Vậy thì muốn tính S nè thì phải có P. P có chưa? P đây. Có S chưa? S có rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm S. Vậy thì P là bằng S chia S. Suy ra S sẽ bằng P nhân S bằng 12.000, 120.000 nhân cho 0,018. Kết quả của chúng ta là 2160. Đơn vị ở đây là gì? Áp lực là lực, đơn vị của nó sẽ là Newton. Chúng ta chọn câu A. Chúng ta chọn câu A. Câu tiếp theo. Trong các trường hợp sau đây thì khi nào thì ma sát có lợi? Câu A, khi quẹt diêm. Câu B, viết vào bảng trơn và quá nhẫn. Khi phanh gấp và muốn xe dừng lại. Câu D, cả ba trường hợp trên. Khi quẹt diêm chúng ta cần ma sát không? Cần. Bởi vì có lực ma sát thì cái que diêm và cái hộp diêm của chúng ta nó mới ma sát được với nhau và diêm của chúng ta cháy. Viết vào bảng trơn và quá nhẫn cần ma sát không? Cần. Cần để cho chữ của chúng ta nó có thể viết được. Khi phanh gấp muốn xe dừng lại cần ma sát không? Cũng cần. Chứ không không dừng lại được thì sẽ xảy ra tai nạn. Do đó chúng ta chọn câu D. 4D. Câu số 5, lực là nguyên nhân làm cho vật A thay đổi vận tốc, B chuyển động, C vật bị biến dạng. Câu D, thay đổi vận tốc hoặc bị biến dạng hoặc cả hai. Chúng ta chọn câu trả lời đúng nhất là câu D. 5D. 5D. Câu số 6, hai lực cân bằng là hai lực có. Hai lực cân bằng là hai lực như thế nào? Cùng đặt vào một vật. Phải có bốn yếu tố cùng đặt vào một vật. Cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. Vậy thì ở đây bốn câu. Phương nằm trên một đường thẳng ngược chiều, cùng đặt lên một vật, cùng cường độ, gồm ba cả phương án trên. Vậy thì chỗ này, đáp án D là đáp án đúng nhất. Chọn câu D. Chuyển sang phần tự luận. Tại sao khi lặn sâu người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn? Cụm từ đầu tiên con cần để ý đó là khi lặn sâu. Khi lặn sâu thì cái gì thay đổi? Độ cao tính từ người thợ lặn, độ cao tính từ người thợ lặn cho đến mặt nước sẽ tăng. Đó là vấn đề thứ nhất. Chỗ này cô chỉ ghi cái ý ra thôi, còn lại con sẽ khai triển ra. Độ cao tính từ người thợ lặn cho đến mặt nước, cho đến mặt thoáng là tăng. Mà
bằng D nhân H. Khi H tăng thì áp suất của nước tác dụng lên người thở lặng đó như thế nào? Áp suất của nước tác dụng lên người thở lặng là tăng. Mà con người muốn chịu được cái áp suất đó thì con người bắt buộc phải mặc bộ áo lặng. Đó. Chỗ này chúng ta có bốn ý và một cái kết luận. Nói là thứ nhất, khi lặn sâu thì cái vấn đề là H của chúng ta nó phải tăng. Độ cao tính từ người đó cho đến mặt thoáng tăng. Mà áp suất chất lỏng bằng D nhân H. Khi độ cao H tăng thì áp suất chất lỏng tác dụng lên người phải tăng. Vì vậy người phải mặc bộ áo lặng để chịu được cái áp suất lớn đó. Đó là câu số 7. Đây, đây là câu số 7. Cái này nhắc lại cô chỉ viết cái sườn, còn con là phải triển khai ra nha. Câu tiếp theo, câu số 8. Áp lực là gì? Áp lực là gì? Áp lực là lực ép. Đây là câu số 8 nha. Vấn đề đầu tiên định nghĩa áp lực là gì? Áp lực đầu tiên nó là lực ép. Thứ hai, nó có phương như thế nào? Nó có phương vuông góc với mặt bị ép. À, vuông góc với mặt bị ép. Phải trình bày đủ hai ý. Áp lực là gì? Áp lực là lực ép. Phương như thế nào? Phương vuông góc với mặt bị ép. Ý tiếp theo, công thức tính áp suất. P, áp suất này là áp suất chất rắn đấy, không phải chất lỏng. P bằng F chia S. Nêu rõ các đại lượng đơn vị. Vậy thì P này là gì? P này là áp suất. Đơn vị của nó là gì? Đơn vị của P này của chúng ta có hai đơn vị. Một là Pascal, hai là Newton trên mét vuông. F này là gì? F này là áp lực, đơn vị là Newton. S này là gì? S này là diện tích tiếp xúc, đơn vị chuẩn của chúng ta là mét vuông. Có nghĩa là họ cho con cm vuông, con phải đổi ra mét vuông. Họ cho con dm vuông, con phải đổi ra mét vuông. Rồi, câu áp dụng. Câu áp dụng, tính áp suất cho một người có khối lượng là 60kg gây ra trên mặt nằm ngang, biết người đó đứng thẳng bằng hai chân và diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với mặt đất là 128cm². Khai triển từ từ. Ha, tính áp suất do một người có khối lượng. Vấn đề đầu tiên là khối lượng. Vậy khối lượng này chính là ánh mờ. Đó, khối lượng này chính là ánh mờ gây ra trên mặt nằm ngang và biết người đó đứng thăng bằng bằng hai chân, đứng bằng hai chân, tiếp xúc với mặt đất bằng hai chân. Diện tích tiếp xúc của mỗi. Mỗi là mấy? Mỗi là một. Mỗi là một. Một bàn chân với mặt đất á là 128cm². Đây là S1. Đây là S1. À, đây là S1. Vậy thì chỗ này cho cái gì? Cho chúng ta anh M. Anh M này là bằng 60kg. Cho cái gì? Cho diện tích tiếp xúc của một bàn chân là 128cm². Đó. Và người ta trong bài này là bảo chúng ta là đi tìm áp suất P. Chữ P cô viết rất là nhỏ. À, để phân biệt với trọng lượng. Vậy thì mấu chốt bài này, đọc kỹ đi. Vấn đề đầu tiên nhìn vào đơn vị chuẩn chưa? Chưa. Thằng này kg là được rồi. Nhưng mà cái thằng này nè, 128cm², con phải đổi ra mét vuông. Tức là lấy 128 này. Đó. Từ mét vuông sang cm vuông thì con phải nhân mét dm cm 10 mũ 10 mũ 4. Nhân 10 mũ 4. Nhưng mà ngược lại từ cm vuông sang mét vuông, con chỉ cần chia cho 10 mũ 10 mũ 4 là được. Đó, thì 128 mà chia cho 10 mũ 4. 128 mà chia cho 10 mũ 4, con tính máy tính ra. À, 128 chia cho 10 mũ 4 là bằng 0.0128. 0.0128 mét vuông. 0.0128 mét vuông.
Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bám vô cái yêu cầu của đề bài. Họ hỏi vấn đề là áp suất. Nhưng mà đây không phải là môi trường chất lỏng. Vậy thì chỉ có một cái áp suất là gì? P. P. P là bằng S chia S. Con muốn tính P này thì phải con phải có F và con phải có S. F con có chưa? F con có chưa? F con chưa có. Nhưng con có thể tính F này của chúng ta. Áp lực F này chính là bằng trọng lượng của vật. Vậy trọng lượng có thể tính được không? Được. Trọng lượng của chúng ta chính là bằng 10 nhân N. Đó. Vậy thì bước đầu tiên của con giải quyết cho cô cái thằng trọng lượng P bằng 10 nhân M. Đó. Bước thứ hai của con chính là áp lực F. F thì bằng B. Giải quyết xong thằng S thì bây giờ chúng ta suy nghĩ cái thằng S này nè. Chúng ta đang đứng bằng hai chân, nhưng họ chỉ cho một bàn chân, diện tích một bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Vậy thì con phải tính ra S này. S này chỉ cho một bàn chân mà chúng ta thực chất chúng ta đứng hai chân, nên là hai nhân cho bao nhiêu? Hai nhân cho S1. Đó, S1 có chưa? Có. Vậy thì thằng S này của chúng ta tính được. Đây là bước xứ thứ ba và đây chính là bước thứ tư. Nhắc lại, con muốn đến đi tính P này, con phải có F và S. S tính dựa vào đâu? F này chính là bằng trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật có thể tính được không? Được. P bằng 10 nhân M. M có chưa? Có. Quay ngược trở lại, đi tính P là bước thứ nhất, đi tính S là bước thứ hai. Giải quyết xong thằng S thì đến thằng S. Tiết diện S này của chúng ta, diện tích S này của chúng ta là đứng bằng hai chân, tuy nhiên người ta mới cho một chân. Vậy thì con phải đi tính diện tích của hai bàn chân. S sẽ bằng 2 nhân S1. S1 có chưa? Có. Vậy thì con sẽ giải quyết được thằng này. Con có F và con có diện tích S thì con sẽ đi tìm ra áp lực F. Quay ngược trở lại bài toán, bước thứ nhất, đi tìm trọng lượng của vật. P bằng 10 nhân M. Và cô cũng nói luôn, bất kể khi nào người ta cho anh M thì chúng ta bao giờ cũng phải tính thằng B ra để đó cho cô. Khi nào cũng phải tính thằng B. Cứ cho anh M là phải tính thằng B. Để đó kiểu gì cũng sẽ gặp. Cho B xong thì ăn theo sơ đồ, chúng ta phải đi tìm ra áp lực F. Áp lực F này chính là bằng P. Bằng B. Bằng bao nhiêu thì con thể tính. Ví dụ như chỗ này là 10 nhân cho 60 thì bằng 600 Newton. Thằng này chính là bằng 600 Newton. Rồi bước thứ ba của chúng ta tính gì đó? Tính S. S của chúng ta là bằng 2 nhân S1, chính là bằng 2 nhân 0,0128. Con sẽ tính ra kết quả. Và bước cuối cùng của con là P bằng S chia S. S có chưa? Có. S có chưa? Có. Con sẽ tính ra kết quả. Và kết quả của bài này là, kết quả của bài này là P bằng 23.437, gần bằng 23.437 đơn vị là Pascal. Nếu như mà con ra kết quả này giống kết quả này thì con đúng. Con chỉ biết cái khung thôi, còn lại là việc của con nha. Thả một vật có khối lượng, thả một vật có khối lượng N, khối lượng là N 1,224 kg. Đây là thằng N nha. Được làm từ chất có trọng lượng riêng D vật. D vật bằng 24.000 Newton trên mét khối. Và rõ ràng này, thả một vật thì cái khối lượng này là khối lượng của vật. Chúng ta đồng nhất đơn vị đi, M vật cho lát nữa chúng ta dễ ha. Cho trọng lượng riêng của nước, D nước bằng bao nhiêu? 10.000 Newton trên mét khối. Câu A, hỏi chúng ta vật đó nổi hay chìm? Vì sao? Chìm hay là nổi? Vì sao thì chấm một cái vô. Câu B, vậy thì chỗ này chúng ta giải quyết trước câu A được không? Giải quyết trước câu A được thì chúng ta giải quyết luôn.
Đây, cô tóm tắt phần này rồi cô giải giải bên này luôn nha. Câu A của chúng ta. Câu A. Chúng ta có D vật bằng 24.000 Newton trên mét khối. Chúng ta có D nước là bằng 10.000 Newton trên mét khối. Thì từ hai cái thằng này chúng ta đưa ra một vấn đề là D vật lớn hơn D nước, hay là D vật thì gắn với P, P vật á, P hoặc là V vật cũng được. B đi, lớn hơn FA. Mà B lớn hơn FA tức là vật của chúng ta sẽ vật gì? Xong câu A. Xong câu A. Câu B. Câu B. Tính lực đẩy Archimedes. Tính lực đẩy Archimedes FA tác dụng lên vật. Rồi, bây giờ chúng ta xem nha. FA của chúng ta. FA của chúng ta có thể tính dựa vào là D nhân cho V. D gì? D nước. Và bởi vì vật của chúng ta đã bảo là vật chìm nên là thể tích của nó, cái phần chìm của nó chính là V vật luôn. Vậy thì mấu chốt của con muốn đi tìm FA thì con phải có gì? D nước. Con phải có gì? V vật. Vậy D nước có chưa? Có. Không tính nữa. D nước có rồi thì sử dụng luôn, tính cái gì nữa? Đúng không? Vấn đề về V. V vật. Vậy thì V vật này chúng ta tính sao nè? Đó. Rồi ở đây con sẽ thấy D vật M rồi V vật. Đó. Vậy thì công thức nào liên quan giữa D vật với lại V? Chúng ta sẽ có là gì? D bằng V chia V. Vật, vật, vật. Con muốn đi tìm V vật này, con phải đi tìm ra được D vật. D vật có chưa? Có. Thế là trọng lượng riêng, cô xin lỗi, trọng lượng của vật, tức là P vật có chưa? Chưa, nhưng con có thể tìm được. Đó là gì? P vật sẽ bằng 10 nhân M vật. M vật có chưa? Có. Vậy bước thứ nhất con đi tìm trọng lượng. Ê, thấy không? Có nghĩa là bao giờ người ta cho khối lượng thì bục vào tính luôn trọng lượng cho cô. À, thì con cứ đưa vô con đi tính trọng lượng nha. Kiểu gì chúng ta cũng làm. Rồi con có P rồi thì con sẽ đi tìm ra D. Đây là bước thứ hai. Con có D vật rồi, con sẽ ra đi tìm ra được được V vật. Đây là bước thứ hai nha. Có V vật con sẽ đi tìm ra được FA. Vậy bài này của chúng ta, câu B này của chúng ta, ba bước. Vậy bước thứ nhất suy nghĩ đơn giản thôi nha. Có anh M mình tính gì? Có anh M mình đi tính trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật là P bằng 10 nhân M vật, vật. À, 10 nhân 1,224 bằng 12,24 newton. À, 12. Tiếp theo con có P vật rồi thì bây giờ con đi tìm V vật dựa vào công thức gì? D bằng P chia V. Vật, vật, vật. Suy ra V vật bằng P vật chia D vật bằng P vật của chúng ta là 12,24, D vật của chúng ta là 24.000 bằng bao nhiêu? Chỗ này nó sẽ ra 5,1 nhân 10 mũ trừ 4. 5,1 nhân 10 mũ trừ 4. 5,1 nhân 10 mũ trừ 4. Đơn vị là mét khối. Rồi bây giờ con nhiệm vụ là FA. À, thì chỗ này FA của chúng ta tính sao? Cô xóa chỗ này nha. Đấy, FA của chúng ta bằng D nước nhân V vật này. À, cô giải qua bên này. Đưa bạn. FA bằng D nước nhân V vật. Tìm được không? D nước đâu? 10.000. V vật đâu? 5,1 nhân cho 10 mũ trừ 4. Vậy thì hai thằng này nhân lại. Và nếu như mà con tính ra kết quả là 5,1 newton
thì con lục. Mà con tính ra khác cái quả này thì chúng ta coi lại ha, chúng ta coi lại. Đó là câu B. Câu B FA của chúng ta là bằng 5,1 nha. Cô xóa cái chỗ này chịu. Đó. FA của chúng ta là bằng 5,1 nha ta. Câu C. Tính lực đẩy Archimedes của nước tác dụng lên câu C. Sau đó người ta khoét bên trong vật và hàng kính lại. Đây, đây là câu B giải quyết xong rồi. Cô xóa luôn câu A, câu B đi. Câu B của chúng ta là ra là FA của chúng ta V vật đi. V vật lúc nãy chúng ta tính ra là bao nhiêu nhỉ? V vật lúc nãy chúng ta tính ra là 5,1 x 10 mũ trừ 4. 5,1 x 10 mũ trừ 4 mấy khó. Rồi FA của chúng ta là bằng 5,1 newton. Cô viết lại kết quả thôi. Chỗ này là thằng đó chìm. Câu C. Tính sau đó người ta khoét bên trong vật. Đây, giả sử như cô có một cái vật như thế này. Cô có một cái vật như thế này. Đó. Người ta khoét bên trong vật và hàn kín lại rồi tiếp tục thải. Tức là người ta vứt ở bên trong này đi. Đó. Đó, khoét ở bên trong. Tiếp tục thả vào nước thì thấy vật lơ lửng. Cụm từ này là cụm từ rất là phải để ý. Đó, lơ lửng. Khoét xong thì thấy nó lơ lửng. Chốt của chúng ta là chữ lơ lửng này, đưa ra được rất là nhiều vấn đề. Vậy thể tích phần khoét bỏ trên là bao nhiêu? V khoét đây bằng bao nhiêu cm khối? Dạ thì cô sẽ bám vô cái chữ lơ lửng. À, bây giờ nè, nếu như mà cô khoét cái thằng ở bên trong rồi, cô vứt cái thằng bên trong đi, thì rõ ràng một điều khối lượng của chúng ta thay đổi và trọng lượng của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Tăng hay giảm? Giảm. Vậy thì chỗ này, đầu tiên cô gọi P phải là trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật sau khi khoét. Đó. Đấy, đây là trọng lượng. Đó, khối lượng còn lại thì nó là vật thì phải có trọng lượng còn lại. Trọng lượng còn lại thì cô đặt là P phải. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thấy có một cụm từ là lơ lửng. Vì vật lúc này nó lơ lửng. Vì vật lúc này nó lơ lửng. Nay là sao đây? Nay là sao đây? P này của chúng ta phải bằng với FA. B phải này của chúng ta, trọng lượng của vật còn lại phải bằng với thằng FA. Đó, mà trọng lượng của vật còn lại này, trọng lượng của vật bằng FA. Vậy thì trọng lượng là bằng gì? D nhân V. V phải bằng FA của chúng ta là bằng D nước nhân cho V vật bằng này. Bởi vì cái thể tích của nó, người ta hàn lại thì cái bên ngoài của chúng ta có thay đổi đâu. Đó, mà lực đẩy Archimedes là dựa vào cái thể tích chiếm chỗ thôi, chứ còn bên trong là kệ nó. Nha, nên là nó vẫn giữ vững. Vậy thì chỗ này con phải đi tìm ra V phải vật bằng gì? D nước nhân V chia cho D vật. Cô qua bên này cô dạy luôn nha. Đó. Vậy thì nếu như mà con thay số vào, con thay số vào thì chúng ta sẽ được gì đây? D nước của chúng ta là 10.000. V vật của chúng ta là 5,1 x 10 mũ trừ 4 chia cho 24.000. Kết quả V phải của chúng ta là 5,1 chia 2,125 nhân 10 mũ trừ 1. Mấy khớp. Vậy thì cái V này là cái gì? P phải
là trọng lượng của vật sau khi khuét. Vậy thì V phải á là thể tích của vật sau khi khuét. À, sau khi khuét vậy nó khuét bao nhiêu? Đó, ta có thể tích ban đầu của nó là gì? 5,41 nhân 10 mũ trừ 4 mấy khối. Sau khi khuét xong thì nó còn là 2,125 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy thì nó đã khuét bao nhiêu? À, thì chúng ta sẽ có V khuét này. Con sẽ lấy cái ban đầu, con trừ cho V phải. V phải là cái còn mà. Vậy thì nó mất đi bao nhiêu? Chúng ta lấy 5,1 nhân 10 mũ trừ 4 trừ 2,125 nhân 10 mũ trừ 4 bằng 5,1 trừ 2,125 bằng 2,975 nhân 10 mũ trừ 4 mét khối. Tuy nhiên đề bài không hỏi vấn đề về mét khối, đề bài hỏi vấn đề về cm khối, thì từ mét khối chuyển sang cm khối. Mét khối, dm khối và cm khối. Từ mét khối sang dm khối là 1 và thêm 3 chữ số 0. Rồi từ mét khối mà sang cm khối thì từ thằng này con qua rồi con cũng thêm 3 thằng số 0 nữa, tức là 1 triệu. À, từ mét khối sang đổi sang cm khối thì con sẽ nhân cho 1 triệu. 2,975 nhân 10 mũ trừ 4. 1 triệu là 6 số 0. 297,5 đơn vị sẽ là cm khối. À, như vậy bài này của chúng ta bao nhiêu bước giải? Bài này chúng ta 2 bước giải. Bước giải đầu tiên của con là con phải đi tìm được thể tích còn lại sau khi khuét. Con dựa vào yếu tố nào? Con dựa vào cái cụm từ lơ lửng á là con sẽ đưa ra được. À, con lập cái biểu thức này, con đưa ra được. Sau khi con đi tính được thể tích còn lại rồi thì con sẽ lấy thể tích ban đầu trừ cho cái thể tích còn lại. À, đó là đề số 9, đề số 10. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nó về phương chiều của lực đẩy axit và trọng lực? À, một vật như thế này nhúng vào trong chất lỏng, trọng lực bao giờ cũng là đi xuống, Fa bao giờ cũng là đi lên. Đó là cái hình thành cái khái niệm ban đầu của chúng ta. Đó, như vậy thì ở đây P này đi xuống, Fa đi lên, hai thằng này như thế nào? Về phương, đều là phương thẳng đứng, tức là cùng phương. Về chiều, một thằng đi xuống, một thằng đi lên là ngược chiều. Ngay lập tức chúng ta chọn câu A. Ngay lập tức chúng ta chọn câu A. Câu số 2. Tại sao mũi đinh thường làm nhọn? Làm nhọn. Thứ nhất, khi anh ta được làm nhọn, tức là diện tích tiếp xúc giữa cái mũi đinh á và cái vật ví dụ như cái bờ tường này chẳng hạn, thì diện tích tiếp xúc của chúng ta nhỏ. Mà gì? Mà P là bằng F chia S. P tỷ lệ gì? Áp suất P tỷ lệ gì với tiết diện S? Áp suất P tỷ lệ nghịch với tiết diện S. Khi diện tích tiếp xúc của chúng ta nhỏ với cùng một cái áp lực thì áp suất của chúng ta gây ra phải là lớn. Do đó chúng ta chọn câu D. Câu số 2, đơn vị của áp suất chất lỏng. Hai đơn vị, một là Newton trên mét vuông, hai là Pascal. Vậy thì sao đây? Newton thì không phải rồi, là lực. Newton trên mét khối là không phải nữa, trọng lượng riêng. À, vậy chỉ còn câu này. Còn câu này là Newton nhân mét rồi. À, nên là chúng ta bỏ. Câu số 4, tại sao đáy biển càng sâu thì tại đó áp suất chất lỏng càng lớn? Càng sâu, suy nghĩ ban đầu chưa nhìn đáp án nhưng mà phải suy nghĩ là càng sâu tức là H của chúng ta càng lớn. Mà H của chúng ta càng lớn thì áp suất chất lỏng gây ra P bằng D nhân H phải sao? Tỷ lệ thuận càng lớn. Đó. Rồi. Vì nhiệt độ thấp chả ảnh hưởng, vì nhiệt độ cao bỏ luôn. Chỉ còn câu C và câu D liên quan đến chiều cao. Vậy thì khi lặn càng sâu, H của chúng ta càng lớn. Chọn ngay câu D.
câu số 5. Nhúng ngập một vật vào đầu. Nhúng ngập một vật vào đầu, vào dầu. À, nó sai lỗi chính tả một xíu. Thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật là 5 Newton. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8.000 Newton trên mét khối thì thể tích của vật là. Câu số 5. Fa của chúng ta là bằng 5 Newton. Vì sao là Fa họ cho này? Đó. Biết trọng lượng riêng của dầu, D dầu là bằng 8.000 Newton trên mét khối. Thể tích của vật là V bằng bao nhiêu? Chúng ta có Fa bằng D nhân V. Fa là bằng D nhân V. D dầu nhân cho V. Nhúng chìm đúng không? Nhúng ngập tức là nhúng chìm. V này cũng chính là V vật luôn. Vậy thì V này sẽ bằng Fa chia D. Đó. Fa chia D. Fa có chưa? Có. 5. Dạ, D có chưa? D dầu có chưa? Có luôn rồi. 8.000. Đó. Và 5 chia cho 8.000. 5 chia cho 8.000 thì ở đây nó sẽ ra là 6,25 nhân 10 mũ trừ 4. Chỗ này cô phải tính luôn, tại vì nó sẽ liên quan đến cái đổi đơn vị. Nên là cô sẽ tính và đổi cho tụi con thấy. 6,25 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy đơn vị chuẩn ở đây là gì? Không phải cm khối mà là mét khối. Mà là mét khối. Tuy nhiên đáp án của chúng ta không có thằng nào có mét khối cả. Đáp án của chúng ta chỉ có cm khối thì con phải đổi. Mét khối qua dm khối 3 số 0 sang cm khối 3 số 0 nữa, tức là 1.000. 1 triệu. Đó. 1 triệu. Vậy thì 6,25 nhân cho 10 mũ trừ 4 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 1 triệu. Đó. Từ mét khối sang cm khối con nhân lấy cái quả của chúng ta nhân cho 1 triệu. Tức là lấy cái thằng này con nhân cho 1 triệu. Và ở đây nó sẽ ra là 625 cm khối. Lấy 6,25 nhân 10 mũ trừ 4, cái số chúng ta vừa tính ra được nè, nhân dùm cho 1 triệu. Nhân dùm cho 1 triệu thì nó sẽ ra cái quả này. Câu số 6. Câu số 6. Thả một vật nặng 0,3 kg có thể tích là 20 cm khối vào. Vào gì đây? Vào nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 Newton mét khối. Vật sẽ. À, ở đây họ hỏi vấn đề về nổi hay chìm. Họ nổi vấn đề, họ hỏi vấn đề về nổi hay chìm, tức là chúng ta sẽ so sánh thông qua đề vật. Hỏi nổi hay chìm thì chỉ so sánh thông qua đề vật và gì? À, đề lỏng, đề lỏng là nước rồi, có rồi, không cần tìm. Bây giờ quan trọng là con phải đi tìm ra đề vật này nè. Đó. Quan trọng con phải đi tìm ra đề vật. Bây giờ chúng ta tóm tắt. À, thả một vật nặng 0,3 tức là cho N bằng 0,3 kg có thể tích là V bằng 20 cm khối vào nước. Vào nước. Biết trọng lượng riêng. Biết trọng lượng riêng của nước là D nước bằng 10.000 Newton trên mét khối. Rồi. Thả một vật, vậy đây là khối lượng của vật. Có thể tích là đây là thể tích của vật. Ha. Và họ đang hỏi vấn đề là nổi hay chìm. Tức là con phải so sánh được cái thằng gì? D vật và D nước. D nước có rồi không cần thiệt, nhưng mà D vật. Vậy bây giờ này, lúc nãy tới giờ cô luôn luôn nói là có N phải tính P, có khối lượng phải tính trọng lượng. Thì chúng ta giải quyết vấn đề đó trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn sau. À, P là bằng 10 nhân M. Vật vật bằng 10 nhân 0,3 bằng 3 Newton. Giải quyết xong. Rồi bây giờ mới xem. D nước có, D vật sao? D, công thức nào đi tính D? Chúng ta có hai công thức để đi tính D. Thứ nhất là gì? P chia V. Vật vật. Công thức thứ hai đó là gì? Công thức thứ hai đó chính là D. D nhỏ bằng 10 nhân D lớn. Vật. Đó. Vậy thì bài này chúng ta ưu tiên sử dụng công thức nào? V vật có chưa? Có. P vật có chưa? Có. Đây. Thì chúng ta đi tìm ra D vật. D vật
sẽ bằng P vật chia cho V vật. Vậy thì mấu chốt chỗ này đổ, đã đổi chưa? Chúng ta, cô chưa đổi. Vậy thì chỗ này con phải đổi. 20cm khối. Lúc nãy cô bảo là gì? Từ mét khối sang cm khối, con chỉ cần lấy cái số người ta nhân cho 1 triệu. 6 số 0. Nhưng mà ngược lại thì con chỉ cần làm phép chia cho 1 triệu. Đó, chia cho 1 triệu. Tức là nó sẽ ra bao nhiêu? Nó sẽ ra là hai mươi mà chia cho 1 triệu. Là 2 × 10 mũ trừ 5. 2 × 10 mũ trừ 5. Mấy khổ. Đó. Vậy thì là chỗ này P vật có chưa? Có, là 3. Chia 2 × 10 mũ trừ 5. Bấm máy tính. 3. Mười lăm nhân cho 10 mũ 4. 15 nhân cho 10 mũ 4. Đơn vị là Newton trên mét khối. Vậy thì bây giờ chúng ta có đê vật rồi, có đê nước rồi, so sánh thôi. Thì ta có cái gì? Ta có đê vật là bằng 15 × 10 mũ 4 Newton trên mét khối. Đê nước là bằng 10.000. Tức là 10.000 đây, Newton trên mét khối. 10.000 tức là 10 mũ 4. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thấy là đê vật lớn hơn đê nước. Đê vật lớn hơn đê nước tức là vật của chúng ta phải sao? Vật của chúng ta sẽ chi? Chọn câu B. Đó là câu số 6. Qua phần tự luận. Câu số 7. Nêu khái niệm áp suất. Câu A. Khái niệm áp suất. Áp suất là được xác định bằng độ lớn của áp lực. Độ lớn của áp lực trên cái gì? Trên một đơn vị diện tích bị ép. Con phải nói được hai cái điều đó. Độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. Công thức đi tính áp suất. P bằng S chia S. Đó, công thức này là vừa nói ở cái đề trước đấy. P là áp suất, S là áp lực, S là diện tích bị ép. P này đơn vị là gì? P này đơn vị là hai đơn vị. Áp suất P đơn hai đơn vị. Một là Pascal, hai là Newton trên mét vuông. S này là áp lực, đơn vị rõ ràng là Newton, và S này là diện tích bị ép, đơn vị là mét vuông. Câu B. Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất? Để làm tăng áp suất, cô bàn lấy vấn đề về tăng áp suất. Tăng áp suất thì dựa vào đâu? Dựa vào công thức chứ dựa vào đâu? P bằng. Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng và giảm áp suất? Thì dựa vào công thức là P bằng S chia S. Đó. Muốn tăng áp suất thì dựa vào công thức này. Và chúng ta có bao nhiêu cách làm để tăng áp suất? Chúng ta sẽ có 3 cách. Thứ nhất, đó là gì? Tỷ lệ thuận mà. Áp suất P tỷ lệ thuận với S thì S tăng. Tỷ lệ nghịch với S thì S giảm, thì áp suất của chúng ta giảm. Thứ hai, dựa vào cái điều này, nói được S, áp lực S giữ nguyên, diện tích S giảm. Điều thứ ba, áp lực S tăng, diện tích S của chúng ta giữ nguyên. Giữ nguyên một trong hai. Vấn đề tiếp theo, giảm áp suất. Giảm áp suất thì chúng ta cũng dựa vào đâu? P bằng S chia S. P tỷ lệ gì với S? Tỷ lệ thuận. Tỷ lệ gì với S? Tỷ lệ nghịch. Vậy thì muốn giảm áp suất này, chúng ta cũng sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất, S giảm, S tăng. Cách thứ hai, bám vào điều này, S giữ nguyên, diện tích S tăng. Cách thứ ba, áp lực S giảm, diện tích S giữ nguyên. À, bám vào cái điều đầu tiên ấy, chứ còn cái chỗ này thì nó hơi khó học. Bám vào cái điều tiên và suy ra được cái thứ hai, thứ ba. Bám vào cái đầu tiên và suy ra được cái thứ hai, cái thứ ba. Nêu ví dụ về tăng áp suất và hai ví dụ về giảm áp suất trong thực tế. Ví dụ về tăng áp suất. Ví dụ về tăng áp suất.
tăng áp suất. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như là tăng áp suất thì phải giảm diện tích đĩa. Thì con sẽ thấy là thông thường là những cái lưỡi dao của chúng ta, lưỡi dao của chúng ta nó sẽ được mài sắc. Để làm sao? Để cái chỗ tiếp xúc giữa cái lưỡi á và cái chỗ vật cần để cắt á là nó nhỏ. Diện tích tiếp xúc nhỏ thì áp suất gây ra lớn, áp lực lớn. Đó. Và tăng áp suất, trường hợp tiếp theo, ví dụ tiếp theo cô lấy ví dụ như là cái mũi kim của con á, mũi kim khâu đồ á, thì thông thường là được làm nhỏ để diện tích tiếp xúc nhỏ, với cùng một áp lực thì nó sẽ gây ra cái áp suất lớn. Ví dụ tiếp theo về giảm áp suất thì thông thường con sẽ thấy cái mặt bàn, mặt ghế á, cô xin lỗi, cái chân bàn hoặc là cái chân ghế của con á, thường làm cái bảng to. Để sao? Để diện tích tiếp xúc của chúng ta lớn và áp suất gây ra nhỏ. Hoặc là cái gì? Hoặc là ví dụ như là khi mà một cái ô tô của con á muốn đi qua được một cái vũng bùn lầy á, thì thông thường á chúng ta sẽ lót tấm ván để làm sao để cái chỗ diện tích tiếp xúc giữa tấm ván và cái bùn lầy của con á, diện tích tiếp xúc lớn thì áp suất của con tác dụng lên nhỏ, mà con có thể vẫn đi qua được cái chỗ bùn lầy đó nha. Đó là nội dung của câu số 1. Số 7 nó hơi lộn xộn vì cái câu. Câu số 3. Câu số 3. Một cái thùng cao 1,5 m và đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton trên mét khối. À, có một cái thùng như thế này. Đây. Thùng này cao bao nhiêu? Thùng này cao 1,5 và nó như thế nào? Nó đựng đầy nước. Đây là dẫn tới cái vấn đề thì thằng H của chúng ta. À, thằng H của chúng ta nó cũng sẽ bằng 1,5 m. Đó. H của chúng ta bằng 1,5 m. Biết trọng lượng riêng của nước là D nước bằng 10.000 newton trên mét khối. Câu A. Tác dụng áp suất lên đáy thùng. Câu B. Rồi câu B là cái mà chúng ta hay nhầm này. Tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm cách đáy. Cách đáy. Cô gọi cái điểm này là điểm A đi. Thì áp suất tại điểm A là bằng bao nhiêu? Biết cái điểm A này, độ cao của A so với đáy, họ cho bao nhiêu? Độ cao của A so với đáy là bằng 40 cm. Đi tìm PA. Cái nào dễ thì cô sẽ bám vô trước, cô làm trước. Câu B cô nói sau. À, đây là liên quan đến chất lỏng. À, đây là mặt thoáng. Cả cái cột nước này nó cao 1,5 và người ta đang bảo con là đi tìm cái chỗ đáy này nè. Áp suất tại đáy này là bằng bao nhiêu? Thì áp suất tại đáy này, P này là bằng gì? D nhân H thôi. D gì? D nước. D nước có chưa? Có. Thế là H này là cái gì? Là độ cao tính từ cái đáy này cho đáy mặt thoáng. Vậy thì nó dài bao nhiêu đây? Nó dài 1,5. Vậy thì câu A của chúng ta dễ không? Quá đơn giản. P bằng D nhân H. H có chưa? Có. 1,5. D có chưa? Có. 10.000. Con chỗ này con sẽ tính ra kết quả cho cô nha. Cái này là tự con tính. Chúng ta bám vào câu B. Chúng ta bám vào câu B. Câu B. Câu B họ bảo là tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm cách đáy. Một điểm cách đáy. Cái điểm này cô gọi là A. À, cô vẽ lại cái hình này. Cô giả sử như đây là điểm A của cô. Điểm A này của cô cách đáy bao nhiêu? 40 cm. Đó. À, cách đáy 40 cm. À, và cô thấy đơn vị chưa chuẩn, cô đổi ngay.
40 cm đổ ra mét, tức là chia cho 100, 0,4 mét. Đó. Vậy đi tìm áp suất tại điểm A. Bám vô cái người ta hỏi thôi. Áp suất tại điểm A thì PA sẽ bằng gì? D nhân cho HA. D gì? Rõ ràng là D chất lỏng, D nước. Thế HA con phải hiểu như thế này. HA của chúng ta là tính từ điểm A cho đến mặt thoáng. Là tính từ điểm A cho đến mặt thoáng, chứ không phải từ điểm A xuống đây. Vậy họ cho cái này làm gì thừa? Không phải. Mà chúng ta sẽ bám vô dữ kiện này và chúng ta đưa được, tính được cái khoảng cách từ điểm A cho đến mặt thoáng. Cả cái độ cao này là chiếm 1,5, mà từ thằng A cho đến đấy là 40. Vậy thì từ thằng A cho đến mặt thoáng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 1,5 này, cả cái đoạn dài này con sẽ trừ cho, trừ cho 40 à? Không phải. Cái con trừ ở đây là 0,4. Con phải đồng nhất đơn vị, trừ cho 0,4 mét thì con sẽ tính được cái thằng độ cao của HA. Vậy HA này con sẽ lấy 1,5, con trừ cho 0,4. Trừ được không? Được. Vậy bước thứ nhất của con là đi tìm HA. Bước thứ hai của con là đi tìm PA. À, vậy câu B, câu B cô sẽ hướng dẫn kỹ nha. Câu A là con tự làm nha. Câu A của chúng ta thì sử dụng P bằng D nhân H thôi. Còn câu B, câu B của chúng ta ở đây là mấy bước giải? Hai bước. Bước đầu tiên đi tìm độ cao tính từ điểm A cho đến mặt thoáng. Vậy nhìn vào hình chúng ta thấy HA sẽ bằng 1,5 trừ 0,4 bằng 1,1 mét. Ý tiếp theo, bước thứ hai, PA bằng D nhân HA bằng bao nhiêu? Bằng 10.000. Bằng 10.000. Nhân bao nhiêu? Nhân cho 1,1. Nhân 1,1 bằng 11.000 Newton trên mét vuông, hoặc là Pascal cũng được ha. 10.000 Newton. Cô xin lỗi, 11.000 Newton. Câu số 2. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Một vật có khối lượng là 8 kg. Một vật có khối lượng là 8 kg được đặt trên mặt đường nằm ngang. Đáy của vật là hình tròn và có bán kính là 5 cm. À, đây, đây là mặt đường nằm ngang chẳng hạn, thì đây là cái, đây cô vẽ cái vật của cô hình tròn này. À, đáy của vật có dạng hình tròn và có bán kính R bằng 5 cm. Tính áp suất. Rồi, cho cái gì? Cho anh M. Cho anh M là bằng 8 kg. Được đặt trên mặt đường nằm ngang mà đáy của vật là hình tròn, giống như cái ly của con. Cái ly uống nước của con đặt ở trên mặt bàn, nó có dạng hình tròn. À, có bán kính tức là R bằng 5 cm. Đi tính gì? Áp suất gây ra. Vậy khi nhìn vô cái bài này thì cứ hình dung ra là chúng ta nên làm việc gì trước đã. Ha, à, ví dụ như bài này. Đổ đơn vị 0,05 mét. Rồi, xong vấn đề đổ đơn vị. Vậy thấy cái gì nữa? Thấy khối lượng anh mà. Giải quyết trước thằng đó đi. Kiểu gì cũng gặp nha. Vậy thì chỗ này cô cứ đi giải quyết trước thằng M. Có M thì cô sẽ đi tính ra trọng lượng. Trọng lượng của vật là bằng 10 nhân M. Bằng 10 nhân 8 bằng 80 Newton. Rồi, cô giải quyết xong là đó. Bây giờ cô phải suy nghĩ. Đề bào yêu cầu là đi tính áp suất. Vậy thì P này sẽ bằng gì? S chia S. Con muốn đi tìm P này, con phải đi tìm ra S. Và con phải đi tìm ra S. Áp lực F của con chính là bằng gì? Áp lực F của con chính là bằng trọng. Trọng lượng. À, thế trọng lượng tính chưa? Vừa tính xong. À, chúng ta dùng ngay lập tức. Rồi, vấn đề về diện tích. Diện tích tiếp xúc của ở đây đó là vật hình tròn, đây là diện tích tiếp xúc của chúng ta sẽ là cái toàn bộ phần này. Và diện tích hình tròn của chúng ta S này là bằng gì? Diện tích hình tròn liên quan đến toán học một xíu, nó sẽ bằng 3,14 nhân R. Vậy con muốn tìm diện tích này con phải có R. R có chưa? Có. R này đã có.
Vậy thì con sẽ đi tìm được diện tích. Đây là bước đi tìm diện tích này. Vậy thì ba này, bao nhiêu bước? Con có B chưa? À, vừa tính B ra rồi nè. Có B rồi thì đi tìm F. Đây là bước tiếp theo, bước số 1 đi. Có F rồi con đi tìm S. Đây là bước tiếp theo của con. Như vậy thì thực chất ra bài này sẽ có 3 bước. Chẳng qua là cái bước này đập vô là cô tính, cô giải quyết trước rồi nên cô không tính. Ở đây nha, cô sẽ đi tìm thằng áp lực F. Áp lực F của cô chính là bằng P. Bằng bao nhiêu? 80 nè ta. Giải quyết xong áp lực F, cô sẽ đi tìm diện tích S. S bằng 3,14 nhân R bình. Tìm được không? Được chứ. 3,14 số thôi mà. R của chúng ta là 0,05 bình. Kết quả này con tính được không? Kết quả này con tính được. Con tự tính. Vấn đề tiếp theo. Cuối cùng, áp suất P bằng F chia S. F có chưa? F có rồi, 80. S tính ra chưa? Diện tích S này nè, có chưa? Đây, con thay số vào và con tính cho cô. À, chỗ này chúng ta sẽ ra kết quả là 10191. Đáp số ở đây là áp suất là 10191. Đơn vị của chúng ta là Newton trên mét vuông hoặc là Pascal đều được. Hoặc là Pascal đều được. À, đó là câu cuối cùng của cái đề này. Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì vật nổi lên khi. À, vật nổi lên. Câu này lập chưa nè. Vật nổi lên khi thằng lực đẩy Archimedes, thằng đi lên của chúng ta nó phải lớn hơn thằng trọng lượng P. Chúng ta chọn câu A. Câu số 2. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trong máy bay, có một cái máy bay như thế này. À, và một hành khách nó đang ngồi ở trong. Đối với người hành khách này thì máy bay đang chuyển động. Sai. Bởi vì sao? Bởi vì khoảng cách sao vậy chị có? Rồi đúng rồi, câu D đây. Bởi vì khoảng cách từ người cho đến máy bay của chúng ta không đổi nên là nó sẽ là đứng yên. Người phi công đang chuyển động, người phi công thì phải ngồi tại một chỗ. Ví dụ như đây, đây là chỗ phi công rồi. Khoảng cách hai người này có thay đổi không? Câu trả lời là không. Tức là đối với hành khách thì người phi công phải đứng yên, nhưng mà chỗ này người ta bảo đang chuyển động, tức là người ta sai. Câu C, hành khách đang chuyển động. Đối với hành khách mà hành khách lại đang chuyển động, sai luôn. Đối với hành khách, sân bay đang chuyển động, đúng. Bởi vì cái máy bay của chúng ta là đang chuyển động trên đường mà. Nên là câu đúng của chúng ta chỗ này là câu D. Câu đúng của chúng ta là câu D. Câu tiếp theo. Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt? Viên bi lăn trên cát, lăn nó cứ quay tròn như thế này. Thì sao? Thì nó sẽ xuất hiện ma sát lăn. Bánh xe đạp chạy trên đường rõ ràng cũng là gì? Quay tròn. Thì chỗ này sẽ xuất hiện ma sát lăn, không phải ma sát trượt. Trục ổ bi có xem ở xe máy đang hoạt động. Trục ổ bi hình gì? Hình tròn. Vậy thì khi chuyển động thì trục ổ bi nó cũng sẽ lăn. Lăn thì nó không phải là ma sát lăn, không phải là ma sát trượt mà là ma sát lăn. Câu D, khi viết phấn trên bảng, ma sát gì? Viết, đây, chúng ta viết. Tức là nó sẽ xuất hiện ma sát trượt. Đây, đó. Nha, chọn câu D. Câu tiếp theo.